Ở đây là trại của chú Bảy Dũng nha anh em. Thì anh em có nhu cầu mà sửa hay là đóng mới gì đó thì mình lát nữa mình để số điện thoại của chú Bảy ở trên, mình đọc đi ha, khỏi để màn hình, nhiều khi YouTube nó khó để số điện thoại nó lu bu quá, mình đọc cho anh em ha. Ô, quá trời, 200 mấy triệu nha anh em, để mình dỡ này đây. À nha anh em, Mitsubishi, cái này là hình như là 520 ngựa nha, để mình xuống đỉnh cao của mấy anh thợ hàng á, ngồi gác chân, nằm gác chân chữ ngủ luôn rồi anh em. Thì mà hàng rất chính xác nha. Hello anh em, thì hôm nay là mình có mặt tại nhiều xã Phú Mỹ nha. Ghe sắt Phú Mỹ ha, ghe sắt Phú Mỹ là thương hiệu ha. Hồi xưa là ghe cây, bây giờ là ghe sắt nha anh em. Thì mình review cho anh em một cặp ghe sắt này nha. Chiếc này là 110 tấn nha, chiếc này là 140 tấn. À, chiếc này thì mình để lát lên trên cây nó làm tới đâu rồi, anh em làm tới đâu rồi. Nhưng mà dàn dưới thì thấy xong rồi nha. Còn ấy màu mè nữa là xong ha. Lên áo nữa là xong. Mấy lớp chống sét là sơn rồi ha. Còn chiếc này thì 110 tấn nha, chuẩn bị chú Bảy ông nói là đẩy trước Tết nha, nhưng mà không biết là sao, 110 tấn. Thì chiếc này là đang chạy cái máy này nha anh em. Máy này là clip mình có thử máy cho anh em rồi nha, của anh này luôn, chủ ghe. Rồi mình đi chi tiết cho anh em ha. Ở đây là trại của chú Bảy Dũng nha anh em. Thì anh em có nhu cầu mà sửa hay là đóng mới gì đó thì mình lát nữa mình để số điện thoại của chú Bảy ở trên, mình đọc đi ha, khỏi để màn hình, nhiều khi YouTube nó khó để số điện thoại nó lu bu quá, mình đọc cho anh em ha. Rồi mình đi chi tiết cho anh em xem, rồi lát nữa mình đọc cho anh em xem cái số điện thoại. Rồi chiếc này là vẽ mặt rồi xong nha anh em, xong hết rồi luôn, khoảng từ 140 tới 150 tấn ha, quá khứ rồi cái mặt rồi. Chờ sơn nữa là xong. Chiếc này thì đẩy trước Tết là cái chắc rồi, chưa biết có gắn máy hay là không nha. Mình không thấy máy của chiếc này nằm đây. Ở đây là chú Bảy ông đóng là Phú Mỹ nè, ghe sắt Phú Mỹ là không có đòn, không có võng nha anh em, nhưng mà cái lái là kèo ha, lái kèo. Ở đây là thương hiệu, mình thấy là thương hiệu của ghe sắt Phú Mỹ nha. Hồi xưa thì ghe cây, bây giờ thì ghe sắt. Coi chừng rớt nha anh. Rồi quay cái mục đích, vòng vòng mục đích cho anh em xem trước này mình mới lên nha, không biết là có gắn máy hay rồi chưa. Đẹp quá, ghe kiểu nào cũng đẹp anh em. Giờ đóng ghe kiểu nào cũng đẹp, nhưng mà mỗi một vùng là nó đóng, mỗi một vùng là cái kiểu khác nhau nha. Như An Giang, Thốt Nốt thì đóng đòn võng rồi. Còn đây thì đóng đòn không có võng nhưng mà cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Kiều, kiều mũi, kiều lái ha. Đòn thì khỏi võng. Chở thì An Giang ấp vô, còn kiểu vỏ thì người ta chở ít ấp vô lắm, người ta chở chỉ có mình mẹ. Còn nó thòng bụng, nhưng mà phải là mình chơi kiểu nào cũng ngon hết. 8 nha anh em, 8, 6 nha. Vòng lại trước cho anh em xem cái nữa. Bự quá, mình đứng gần không thấy gì hết. Mặt mày thì vẽ rồi nha, vẽ rồi hết. Còn chiếc bên đây thì chú Bảy ông nói là đẩy, ráng tranh thủ đẩy trước Tết luôn. Còn bên kia thì chuẩn bị ghim lô thêm chiếc nữa ha, của chủ máy này ha. Cái máy này nè, có máy rồi nhưng mà chuẩn bị ghim lô. Còn chiếc này thì 110 tấn. Rồi dàn mục đích là nó giống như xà lan nha anh em. Là 70 ha. Ôi ơi, cái này bự, nó dày nè anh em ơi. Nó dày nè. Này giống bạc trí tệ quá. Cái này là 12 ly nha, từ đây qua tới đây là cái gì?
gì đâu, 12, 20 ly nha anh em. Tầm 18 đến 20 ly nha. Rồi, đi lên ghe. Còn chiếc bên đây thì anh em ta đang làm chiếc 110 tấn này thì bề dài là 20 m. 20 m nha. Tại vì có anh chủ ghe đây mình hỏi được thông số ha. Bề dài là 20 m. Bề dài là 20 m, bề ngang là 4,6 m nha anh em. 4,6 m ha. Thì máy còn ở dưới chưa có đặt vô. Tam hạ thì 1m55 ha. 1m55 ủa. Ở đây 1m55 là lên tới ngay chỗ cái mức nước tới ấp vô luôn nha anh em, chứ không phải là cái tam hạ theo kiểu ghe cây của mình ha. Ghe cây của mình 1m55 là tính từ ấy lên tới chụp bồ công thôi. Mình tính tam hạ, còn đây tính tam hạ tính khác chắc mình không biết được. Quá trời vàng xương à. Nhưng mà 20 mét hình như là vàng chưa tính vàng xề nha anh em. Mũi quá đẹp anh em, qua tròn ha, để mình lên lại đẳng cho anh em coi một cái. Để máy qua chiếc ghe lớn này nha. Cái này lồng sâu 10 mấy mét anh. Lồng sâu 13 mét nghe anh em. Rồi cái mũi nè, lặn dài hết biết luôn, hết biết bầu đỏ luôn ta. Có lô nữa nghe anh em. Lô bằng cây ha. Mười ba mét lồng sâu. Rồi qua chiếc bự đi. Chiếc này đẩy trước Tết không biết nổi không đây. Nay còn có gần Tết rồi. Rồi chiếc bự nha anh em. Chiếc này là khoảng từ 14 tới 15 nha. À, hết biết luôn. Hết biết đã. Chiếc này là đẩy trước Tết là cái chắc rồi nha. Cái lồng son này còn mà. Để mình coi mình nhắm nhắm thử coi. Quá trời luôn rồi. Khoảng 16 mét nha anh em. Bề ngang không biết nhiêu, lồng son là bề dài cỡ 16 mét nha. Trời ơi. Bự. Này có 150 tấn hơn. Rồi dưới hầm. Dưới hầm thì cái kiểu cũng vậy nha. Bên đây là có vách ngăn hết nha anh em. Nghe nói ghe sắt là vậy nha. Có vách ngăn gì ta mới cho đăng kiểm ha. Nè, đây có vách ngăn nước nữa. Ở đây là anh em chủ ghe với chú Bảy nói là đóng 1 tấn là khoảng 10 triệu nha. Nếu mà trên dưới 10 triệu, nếu mà máy xịn sò, máy là tầm 200 mấy, 300 triệu thì là từ 10 triệu ăn lên 1 tấn ha. Thì nếu mà 150 tấn như vậy nè anh em, là nó khoảng là 1 tỷ rưỡi ha, tỷ rưỡi có tên ha. Còn nếu mà máy bèo bèo chừng 150 triệu á, máy mà rẻ tiền thì nó dưới 10 triệu tấn, nhưng mà chắc từ đó từ 10 triệu tấn dưới chút đỉnh rồi nha anh em. Quá trời cái ghe này luôn rồi. Hết biết đã. Okay. Rộng hết biết luôn. Ô. Quá trời. Mitsubishi. Mình đoán lầm là cái này là 270 triệu nha anh em, để mình dỡ này lên. À nha anh em. Mitsubishi. Cái này là hình như là 520 ngựa nha, để mình xuống quay cho anh em coi. Cái này giống cái máy mà lúc trước mình có quay cái cá rồi nha anh em. Cái này là cam nằm trên ha, bét nằm trong luôn. Này 4 cò.
Đây bốn cò cam nằm trên nè. Hôm rồi anh Chẩn có tháo ra cho mình xem nè. Giống nha, để mình kiếm cái này cái nó phải là 520 ngựa không nha. Quá trời, máy này mắc tiền lắm nha anh em. Máy này là ga điện nghe anh em, ga điện nha. Nguyên hình nó bên đây vậy nha. Để coi qua coi bên kia cái. Cam nằm hết trên này nha. Máy này thì đời mới, chi tiết nó chi tiết hơn mấy cái máy đời xưa ha. Nico, hộp số Nico. Thấy được à? Thấy cái hộp số nhiều tua rồi. Không, máy này, ghe này không có chủ ghe đây nghe nè. Wow. Ba cái lực nhớ nhìn đùm luôn. Rồi trời. Tâm Hương, Tâm Hương. Rồi không biết nhiêu ngựa. Nếu mà cái máy này anh em nào biết rành thì comment nha. Tại vì cái máy này nè, giống cái máy ghe cá lúc trước, ghe cá mà 30 mấy tấn cá đó. Bị ngang 6 mét mấy gì đó. Mình quay cho anh em xem rồi ha. Cái cá kêu bán ha, thì theo anh Chẩn nói là 520 ngựa nghe anh em. Mitsubishi gì đây mình quên rồi, quá khứ rồi. Ở trong này nóng quá. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha. Mình xuống mình cho anh em xem dán ghe cái nữa. Rồi mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip sau ha. Máy này hồi xưa không biết đi ghe gì mà giờ đóng ghe sắt dày tài tỷ mấy, tỷ rưỡi ha. Ôi, cầm tỷ rưỡi đóng ghe quá trời tiền rồi, giàu quá. Chú Bảy ông đóng là ông nói là hồi đó giờ ông đóng là mấy trăm chiếc về nghe anh em. Từ hồi đóng tới giờ ha là mấy trăm chiếc nha. Để kiếm cái đường xuống rồi thấy nó cũng cao quá. Số điện thoại của chú Bảy là 0934841269 nha anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu gì thì liên hệ ha. Đóng đỉnh mới cao của em bán hàng á. Ngồi gác chân, nằm gác chân chữ ngủ luôn rồi anh em. Thì mà hàng rất chính xác nha. Dãy cá nè, thấy không? Rồi đẹp cực kỳ luôn. Nhờ nằm gác chân chữ ngủ vậy mà đẹp nghe anh em. <Ui. cười>